cha nội thì qua đây không khi nào gặp ông ở nhà được hết trơn á. Anh hai ơi. Ôi ơi, ai kêu ông sầm trước cửa nhà tôi đó, ai đó, ai ra ông sầm đó. Ba xạo ha. Ôi nè, ôi chào anh hai tào lao. Sao khỏe không anh? Khỏe chứ còn mệt nằm chống rồi. Ủa nằm ở đâu vậy anh? Bệnh viện. Tôi gặp anh giỡn hoài hả? Ê gấp rồi làm ăn sao nói bạn bè mừng coi. Trời ơi giờ này tôi làm dữ lắm mà không có đủ ăn anh ơi. Ủa làm gì ạ? Làm biến. Tàu lao quá ông nội ơi, hỏi ông thiệt tình ông tàu lao quá. Nói đùa với anh cho vui thôi. Ừ. Thôi cho tôi hỏi thăm gia đình chút coi. Đúng rồi. Dạo này anh được mấy đứa con rồi? Bốn đứa. Bốn đứa rồi. Ừ. Rồi đứa lớn bao nhiêu tuổi? 12. Còn anh? Cái gì 20 hả? 20. Hết hồn hết trơn anh. Ai đâu có ngày lộn 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 ông ơi, 40 chứ 20 ném gì quái thai. Rồi tụi nó có ngày nghe ổn định hết chưa? Ổn định hết, đứa nào cũng ổn định hết. À. Nhỏ gái lớn giờ đang làm trong nhà hàng khách sạn Caravan đó ông. Trời đất ơi, nhà hàng khách sạn Caravan. Ai đi làm gì trong sạc bill phải không? Tầm thường. Vậy là làm ca sĩ rồi. Ca sĩ được nhiêu tiền đi cho cực vậy cơ. Trời ơi, ca sĩ mà không được nhiêu tiền luôn hả? Vậy chứ con ai làm gì trong vậy? Rửa chén. Trời ơi, trời trở lên không đó. Đứa chén mà cũng chẳng được cho tôi nữa hả? Rồi còn đứa kế? Thằng này con trai. À. Sợ nó đi chơi lưu lỏng ngoài đời hứ. Đúng rồi. Tôi gửi luôn qua chi nhánh công ty về hả? Đi đắt cho làm bệnh mấy tháng rồi. Ai công ty nước ngoài nha. Lúc này chơi với nước ngoài không? Chơi với công an, với tòa án được không? Nhưng mà mau đâu chơi. Trời ơi, tôi có ngờ tôi có phải với tòa án mà người nước ngoài không? Chuyện này nó mới sang. Rồi trong phòng của nó đặt đâu vậy? Lưu động vòng vòng trong thành phố mình nè. Nghề nghiệp chuyên môn của nó là gì? Đánh bóng 2000 đô. Vậy mà cũng nổ được nữa hả? Nói mẹ vậy cho nghe đỡ tuổi ông nội ơi. Đó anh thấy có hậu quả anh chưa? Gì? Có bốn đứa con à? Ờ. Một đứa đánh dài, một đứa rửa chén rồi. Tôi nói cái thời bố bây giờ làm ăn khó khăn. Nhà nước người ta có chủ trương kế hoạch quá gia đình. Ờ. Mỗi gia đình chỉ sinh hai con là đủ rồi. Đằng này nuốt mẹ tới bốn đứa rồi tôi thấy em phải nghiên cứu là cái vấn đề này không có được đâu này. Nghiên gì nghiên? Phải chi mới con nữa kêu nghiên. Ờ. Cái này bốn đứa đổ luôn chứ nghiên gì nữa. Trời ơi, nói chuyện gì kỳ vậy này? Có gì đâu kỳ. Thôi nói ngang kiểu anh vậy thôi, sang năm tới hai vợ chồng anh cứ sang đại lần 5-7 đứa đi. Rồi lúc đó nhịn đói mà nuôi tôi nhỏ. Có thứ gì ăn nói vô duyên không? Con người ta không làm nhân heo gà chỉ sinh lần 5-7 đứa. Ăn nói vô duyên tàu lao. Như kỳ vậy nay tôi khuyên anh nghe phải bỏ qua bên làm gì mắng tôi vô duyên. Anh vô duyên á. Anh mới là vô duyên đó. Ông vô duyên chứ ai. Anh mới là vô duyên đó. Ừ tôi vô duyên đó. Mẹ ngu vậy trời. Tôi vô duyên ha. Ờ à. Được rồi tôi vô duyên vậy mà còn đỡ hơn anh á. Đỡ tôi sao? Cái độ cá chiên mà tưởng mình cá hấp á. Tồi anh quá hả? À. Nói chuyện không lại tôi nói cái chiên cứ tưởng con cá hấp là sao? Thời buổi dân minh giờ nói chuyện không lợi thì mình chơi chữ vậy thôi. Anh cho anh ngồi trình độ giống quá cao chứ gì? Thì sao? Ê anh tưởng anh chơi chữ mà tôi không biết chơi chữ ngược lại không cho anh. Không được bao nhiêu chữ móc ra nói chuyện nha. Nghe nè, nghe chơi chữ với anh nè. Ừ. Anh vừa mắng tôi con cá chiên mà tưởng mình con cá hấp. Ừ. Cũng còn đỡ hơn anh. Vụ gì? Cái đầu rau bắp mà giống phải là rau tôm. Hơn bá chôm chôm tưởng mình măng cục. Ý cái mặt tôi ngột mà giống heo mình khôn. Dòng ba phai môn tưởng đâu củ sắn. Chú còn đỡ hơn mới rắn mà giống heo mình lưng lên miêu. Không đi ông nội ơi tướng như con tràng heo tưởng mình ếch nhái. Chúng còn đỡ hơn mấy con rái mà giống heo con tròn. Vậy còn đỡ hơn mặt như cô hồn nó cắt đạn. Chứ sao coi ai hơn. Chú còn đỡ hơn mấy lãng giảng giống heo đàn anh. Tôi chết chanh tưởng đâu chết tắt. Ý cái đồ bạc cắt giống heo dần y. Thôi đi ông nội ơi mấy cái ly tưởng mình cái tách. Có đồ nhà rác cái giống heo nhà tàu. Vậy đỡ hơn nhà ở phường tưởng mình ở quần. Đỡ anh mới xây dựng mà giống heo mình là kiến trúc sư. Còn hơn đồ thứ tư tưởng đâu thứ tám. Chắc cha câu này sốc tét lét gì trời không ăn uống với ai hết vậy ta. Ôi anh bí phải không nói thứ tư cái nổi là thứ tám vậy. Thứ tám nói thứ tám chứ bí mẹ gì. Cái gì tuần lễ người ta 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật làm việc thứ tám ở trong đó. Sao không có? Ở đâu? Qua Brazil hỏi Ronaldo có phải nói thứ tám không? Tôi không mới tôi mua vé bay hỏi thứ tám tôi tốn tiền tôi. Đi không được trả lời nói nhiều. Nói thứ tám. Thứ tám. Cái đồ hôi hám mà dám hè hôm thâu á. Cái đồ tiền cho tưởng đâu tiền thường. Mất cười nữa. Làm gì cười. Tiền cho thưởng mấy thứ. Hai thứ chứ mấy. Ủa khác nhau chỗ nào? Tiền cho người ta thấy nghèo khổ tội nghiệp tới cho. Tiền thưởng học hành siêng năng giỏi vấn cô bác thương thưởng. Phải hai thứ không? Tiền thưởng. Tiền thưởng. Mới lớp trộn mà dám hè là giáo viên. Đồ khùng điên đó bà trận. Câu này chính xác thiệt ta. Câu này nghe nặng nha nay. Nhưng mà chua nặng lắm đâu. Tôi để con này nặng hơn câu anh nữa nè. Con mới nói. Nghe nè. Anh vừa mắng tôi khùng điên nói là bà trận. Còn đỡ hơn anh. Vụ gì? Nói tôi cha con lợn mà chắc mẹ là con heo. Trời con lợn con heo. Ừ. Con heo. Con heo. Mặt như băng keo tưởng đâu thuốc gián. Cái đồ mới cái máng mà dám phay là cái thao. Vậy đỡ hơn mấy cái âu theo mình hồ tắm. Cái đầu móc đuối dám nói mình bê tê. Ôi đi ông nội ơi mới thịt dê tưởng mình thịt chó. Cái
đồ dầu gió mà dầu nước xanh. Mới bên cạnh tụi mình hủ tiếu chứ. Cái đồ đầu yếu chứ phải thức câu. Ừ bởi vậy tôi câu này gắt khen. Qua gắt cờ này rồi. Chưa đâu, chưa có đã ngứa ông đĩa đâu. Nhưng tôi để câu này mới dữ dội nè. Để sao? Câu này quý vị bà con đây vỗ tay rần rần nghe chơi ha. Tôi không tin. Không tin không? Chứ sao? Không tin rồi đấy sẽ tin. Ông mới vừa mắng tôi á là tướng tôi đau yếu mà tưởng mình sức câu chứ gì. Đúng rồi. Chị đỡ hơn không? Hay đỡ thì tôi sao? Mặt thì y như phao câu mà nói đầu cẳng cánh. Chạy cái nữa cho anh nhìn dắt dành vậy không? Nó dò quá nữa cái mặt tôi dành nó trong cái phao câu. Phao câu gà đang bị hắt 5 inch rồi mà. Được không? Tôi không có nãy nữa rồi đó. Làm gì? Mà tôi nói tiếp nè. Tiếp tục đây. Phao câu đầu con cánh. Còn đỡ không có chi nhánh mà dám phe trung tâm. Chơi nữa hả? Tôi chơi nữa đó. Quý vị mà không ấn chơi nữa. Để tôi sắp xếp đội hình tôi quýnh tân hai heo. Trung tâm heo. Ở trung tâm đó. Thứ nước sông tưởng đâu nước yến cái đồ tây giếng mà tưởng thông minh cái thứ thông minh nói mình lanh lợi cái mặt tụi lợi tưởng đâu tưởng đâu mới ở đâu mà tưởng cha ruột ở thấy bạch tụt tưởng đâu mực tư cái mặt 40 giới thiệu 19 anh nghe đi anh không tới luôn đi anh ra hoài vậy ngu sao tới tới cấm đậu dưới đặng diêm sao ra không. Làm gì dữ vậy anh hai? Qua đây thăm anh thấy hoàn cảnh khó khăn tôi miên. Nếu như không đúng anh cho xin lỗi làm gì nói tôi xối xả vậy? Đó, tôi chờ câu này nè, thấy không? Mình lớn mình nói gì sai cái gì trái thì mình xin lỗi ta. Bày đặt tự ái cao. Giờ xin lỗi hay không? Xin lỗi anh đi mà. Người biết phục hiện khỏi cần đem bệnh viện chỉnh hình. Trời đất ơi, cái gì nói cũng được hết trơn. Hôm nay gặp tôi có chuyện gì? Ờ quên, hôm nay qua đây là đã rủ đi đám cưới của thằng Tèo. Ủa đám cưới hả? Ờ. Cha, sao trùng hợp vậy ta? Cái gì trùng hợp hả? Tôi cũng đi đám cưới nè. Anh đi đám cưới Tèo luôn hả? Vậy thôi đi. Thì còn ba nó nói. Cái gì? Tôi anh vậy đi đám cưới Tèo kỳ quá đi. Ủa nó mời mình đi có gì đâu kỳ. Không lẽ mình vác cái mặt qua bệnh? Mặt bộ nặng lắm sao vác? Tôi nói lẽ mình lết của bệnh. Xe đụng anh sao lết? Đám cưới đi tự nhiên ngầu xuống lết à? Không phải, cái tôi nói là đám cưới bạn bè. Tôi với anh vậy không lẽ mình đi quẩy mình đi cái này không? Không lẽ đem cây qua đập người ta? Chơi gì mất dạy à? Không phải, cái tôi nói là quà cáp kìa. Trời ơi, quà cáp nói quà cáp tự nhiên hú giáp rồi lết. Sao trở thông minh như tôi? Không nào, tôi không dám thông minh kiểu đó đâu. Nhưng thông sao? Minh giọng đó để dành sạn mình lên đi. Được tôi nói nghe không? Mình mua món quà qua bệnh. Cầu chúc cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc rồi cứ tặng món quà xong nhập tiệc. Ừ tôi thấy nói cái đó cũng đúng á. Nhưng mà cầu chúc anh để tôi chúc nha. Vậy ha. Ừ thôi vậy chúc cái vụ chúc rồi tính sao đi. Vừa qua bệnh để tôi chúc vừa đi được chưa? Anh chúc giùm tôi nha. Thôi tranh thủ đi mua quà. Được không hay đến đây chấm dứt Thanh Bắc Khắc Quy. Xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn.